lòng em quý em rung lúc ngàn đứa trẻ ru mang khắp thoáng trắng những cánh cò chạy không cao luôn ta mà tranh thủ dữ trời ăn miếng hấu chạy tới chiều luôn đông đông á, vô ra bắt chuột hai thằng sao ba về bắt kịp. Chứ bắt cái gì? Ừ. À, có chuột chuột gì vậy con? Chuột cống hay chuột cơm? Ê, kìa kìa.
Rồi. Còn con nào nữa không? Thả hả? Thả ăn lúa sao? Cắn sao không? Còn con nào trong đó không giống nữa không? Có không? Có. Bự lắm. Để cắt này một xuống dưới cắt cái dây một miếng mình gói rồi. Tới giờ Hủy Long tới.